trước mắt các bạn thì đang hướng ra Vũng Tàu. Hôm nay con đường rất đông nha, ngày thường thì vắng lắm. Này cuối tuần thứ bảy thì xe trong thành phố ra. Rồi em nhớ quan sát biển báo tốc độ phía bên tay phải nha, 60 đúng không? Rồi em cứ đi. Ở sao không vậy nè, ở sao các bạn thấy nó đông nghẹt luôn nè, thấy chưa, các bạn thấy đông không? Cuối tuần đó. Sao luôn mà nó một đường, nó có nhiều cách quẹo lắm ha. Quẹo đây cũng gặp ra bãi biển Vũng Tàu, nhưng mà mình đi thẳng thì ở đây nó sẽ có một cái lane quẹo trái và một lane đi thẳng. Em bật xi nhan phải cho thầy. Rồi em có kiến hậu, rồi di chuyển vô ha. Em phải để ý mấy cái này, một cái lane là để quẹo trái, một cái lane đi thẳng, còn cái lane kia là lane Honda. Mấy anh kia nó chèn vô luôn rồi, bó tay mấy anh thiệt chán chán. Rồi em tắt xi nhan đi. Rồi cái làn đường này cấm nữa mà anh chen vô thì hỏi sao camera anh không lụm. Nếu có gắn camera thì lụm thôi, thì các bạn sai các bạn sẽ bị lụm, thua thì chung, mình trả đúng ai phạt mình, đúng không nè? Đó, các bạn thấy không, cái mũi tên quẹo trái gọn gàng ha. Rồi em đi đập ga lên. Còn mấy xe khách đi luôn rồi, nó đâu sợ. Rồi em bật xi nhan trái quan sát, rồi đạp ga lên, đổm di chuyển làn đường, giống như chuyên nghiệp đó mà. Rồi đạp ga nhẹ qua nó đi, đúng cái di chuyển đều chân ga, đừng có đu sát bên nó làm gì, mình né nó càng tốt. Chuyển xi nhan trái ra chuyển xi nhan phải ha, phải sao nè. Rồi em cứ đi đó. Rồi cái dòng xuyến bự chà bá luôn nha các bạn. Rồi em ngó hướng cánh bên trái, đúng rồi. Rồi mình sẽ ra dòng xuyến mới xi nhan phải nha. Rồi em cứ đi thẳng từ từ, xe đó nó quẹo phải nè, thấy không, là nó ra là xi nhan phải đó, thấy không, nhớ chưa, ra là phải. Rồi mình đến đó mình ra thì mình bật xi nhan phải, bật đổm. Rồi đồng thời ngó bên đây coi có xe không. Rồi có nguyên anh xe tải luôn, anh nhìn đúng không. Rồi đi. Rồi tắt xi nhan luôn đi em. Anh nhìn tại sao mà chạy chậm thế, tại vì vô dùng xiến. Tại vì dùng xiến rồi mình nhát, mình chịu khó quan sát chút xíu. Hẹn anh thêm năm sau đó đi. Thấy cái cảnh ta mới ngày đầu tiên được cái bằng chưa được một tháng mà. Rồi di chuyển lên đường luôn. Có xe đúng không? Để em tập nha. Rồi nếu mà em kỹ nữa, em vừa bật xi nhan em ngó kính hậu trống, nhưng mà em phải quay qua bên trái em coi cái cửa kính lớn á, ha. Coi có xe không? Tại vì nó nằm ngay điểm mù. Đặc biệt trên xe mình rất nhiều điểm mù nha các bạn ơi. Các bạn nhớ chú ý nha. Điểm giao nhau, cái đó bên trái mình là bãi biển Long Cung, ha. Long Cung với Chí Linh. Rồi em đi giảm lại, đúng rồi, ok. Cứ quan sát hai bên đó, bên trái mình bãi biển Long Cung ha, đó dành cho đi gia đình mà đi sáng đi chiều về, nó cũng đẹp lắm, nhưng mà nó không trong thành phố, cũng buồn, nó ngoài bìa, nó trong góc rồi. Đúng rồi, em có đi qua. Nó giống như resort đó, em có đi qua được nó trong góc khu dân chơi, đúng rồi. Ta mở cái short mà đẹp mà.
Cái xe này đi kỳ hả? Người ta buôn bán mà. Cái xe hơi nè. Nó không xi nhan, nó đi thẳng đi ngược chiều luôn đúng không? Nó không có xi nhan gì hết, nó đâm thẳng ngang với mình luôn á, mình đi thẳng nó xuống luôn á. Ồ, ghê thiệt chứ. Ghê không? Bình thường thôi. Mình hết hồn. Mà mốt các bạn đi tập xe là các bạn cũng gặp mấy trường hợp đó hoài luôn á. Nó đi kỳ hả? Nó đi nó không có xi nhan mà nó đâm thẳng giống như mình đang hướng, nó cũng xuống thẳng lúc, với mình. Lúc đó đối với em làm gì? Em phải đá đèn, bóp kẹt. Đúng không? Đi gì đâu mà nó đi kỳ. Thì vậy đó mình mới tập chứ. Chứ đâu phải lúc nào cũng đi ngăn lắp để mình chạy đâu. Đi sáng lọn hết á, xe. Sợ luôn mấy anh đó. Rồi em phải đập ra nhẹ lên nha. Là biển Vũng Tàu nữa nha các bạn ơi. Hiện tại bây giờ mình đang đi leo lên đồi nhẹ nè. Ở đây mình đang lên dốc đồi, mình không phải mình tượng Chúa Kitô nhân tay ha. Rồi, hình như chút xíu là mình sẽ đi vô chùa đúng chứ, chơi chùa ha. Thì một chút xíu là mình lên đồi trước đi, leo đồi rồi gọi hải đăng. Rồi giờ này thì cho xe lên rồi, gọi hải đăng xong cái mình sẽ uống cà phê đó, xong mình sẽ xuống vô chùa, xuống mình sẽ đi qua cái bãi dâu, sẽ có một cái chùa Phật Âm đó, rồi mình sẽ vô chùa, rồi mình sẽ đi ăn xong mình sẽ có chấm khúc sau mới quan trọng ha. Ai nói dẫn đầu thấy chưa? Lúc đầu tại vì buổi sáng người ta đã ra sớm trước hết rồi, người ta khoảng 5 giờ ta đã ra rồi. Mình đi 7 giờ mấy mình mới đi mà, 7 rưỡi mình mới đi mà. Hôm nay chắc là đi sáng đi chiều về đông. Chiều nay về với đông nè. Rồi, chiều nay mình sẽ có một cái video clip nói về mình sẽ né cái đường đông như thế nào, không bị vướng đường đông. Bí mật, không được bật mí. Rồi sao mà đông thế? Wow, đông quá. À, em cứ đi bình thường thôi. Khu du lịch này nói chung là thì cũng đông thôi, nhưng mà nó không có tắc đâu. Mình nói là ít nhưng mà cuối cùng đâu có ít đâu, đông mà đi đó. Sai lầm. À, tại vì người ta đã ra sớm trước hết rồi, hoặc người ta qua, đã ra hôm qua rồi. Rồi. Nên dù người ta này có nói là nhiều khi người ta đi sớm, đi trước cái lễ. Đúng không? Dạ đúng. Người ta né cái lễ trước, người ta đi hôm nay trước, người được lễ người ta không đi. Nhà ta nhậu. Ừ, được không? Rồi, kẹt xe luôn. Vui. Thì em cứ nói thứ tự nhau đừng có chen lấn. Đúng rồi. Thì mình sẽ đi đều thôi. Bên đường thôi. Tại vì đường hai bên nó cũng rộng. Cái giữ khoảng cách mình nói đuôi xuống đồi đó. Rồi ok. Hên là ngày nay không phải là lễ nha, nay là chỉ có cuối tuần chủ nhật thôi. Hay hiện tại vẫn đông đúc. Xe cộ. Đặc biệt là xe bên thành phố với Đồng Nai qua nhiều. Rồi, có Bình Tre nữa nè. Sao mưa đi ngoài? Ừ, gì đó. Nó qua sáng mốt Bình Dương. Bây giờ khoảng cách đừng có đập ngay nha. Em cứ buông thẳng em đi thôi. Tại vì ở đây là nguyên tắc là đang đổi dốc nữa. Em cứ buông thẳng là sẽ trôi đi nhanh. Dễ thương cái nhờ. Cho ta vô làng luôn. Ờ. Chứ anh đứng nữa thì người ta sẽ ra không được. Ôi vui quá. Thấy có đồ. Ôi vô. Là. Ô. Ô dè.
có ca sĩ nước ngoài đó. Vui vui vui. Đúng rồi, khu du lịch là phải cần vậy. Mọi người ơi, mọi người thấy đông vui không? Khu du lịch Việt Nam mình sướng không? Dạ, em nghiêng lấy ha. Nghiêng lấy mà mình chạy chút xíu. Đúng rồi. Trời ơi, cái ông xe Fortuner ông đậu cũng không đậu có duyên lắm. Rồi, mở cửa được. Rồi, hay. Em cứ đi thẳng lên. Rồi. Ơi, bó tay anh luôn anh ơi. Anh đậu kiểu đó là thua rồi. Bỏ khách ở dưới sau xe đó đi, không chịu đậu đâu xe, sát xe đó. Thì bên anh nó làm cái làng này hả thầy? Chứ lâu rồi, có, lâu rồi. Chứ đâu có đâu ta. Đúng rồi, sợ nhiều người lớn quá anh mới làm. Dạ đúng rồi, hồi trước em chưa có đi lâu lắm mà chắc em cũng không có đi Vũng Tàu. Đúng rồi, đợi em đi nữa, bây giờ nó đây nó xây biệt thự ở ngoài Vũng Tàu, có biệt thự ở ngoài bờ biển nè. Cái đó là năm 13 tháng rồi. Chắc khoảng thêm 100 năm nữa, nó ra lịch 13 tháng, 100 năm là nó sẽ có biệt thự ngay giữa biển. Có, chút này chỉ cho, đây, nãy mình qua rồi, có cái chùa giữa biển. À, nghe đạo em chưa qua được nha, người ta nói là phải nước rút, phải canh cái giờ đi mới được, chứ nước không phải rút xuống mình em mới qua được chứ đâu phải em đi qua được đâu. Đúng rồi. Nước rút xuống em mới đi qua được. Đúng rồi, nước rút rồi có nó có tàu là... đi qua chùa mệt á, thầy đi rồi đó thầy, chưa có qua, em cũng chưa có qua luôn, xưa giờ chứ chưa có qua, nãy mình đã qua khúc đó rồi. Trời quá đông luôn, thấy chưa, dự đoán vậy thôi, nói dội vẫn đông như thường. Đúng đông. Thật sự mình đi đường đó là đúng không kẹt. Đúng, một chút xíu bật mí cho các bạn. Để mình đi đường nào để né cái đường đông. Bảo đảm gọi là đường cao tốc nó sẽ đông đúc như thường. Dính chùm luôn. Vậy mình các bạn nhớ đi... đón video clip đó nha. Video clip đó cực hay. Video clip đó cực hay. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi. Nếu mà đi ngày lễ thứ bảy mà chủ nhật, hoặc là mấy cái ngày cao lễ mà đường đông như thế này, hoặc chiều về là xe bị sẽ bị kẹt, bảo đảm quốc lộ 51 sẽ kẹt và cao tốc sẽ bị kẹt, thì mình sẽ đi con đường nào mình sẽ hướng dẫn sau. Mời các bạn đón xem video clip đó. Bây giờ là chỉ có video clip này là chỉ có nói về đường đông thôi, khúc Vũng Tàu thôi, mình sẽ đăng luôn tại vì dung lượng máy mình đã hết rồi, chút xíu lên cái quán cà phê trên đồi cái mình sẽ đăng à, để xóa bớt để dành cho những cái phần sau. Rồi, ok em đi đi. Rồi, mình tạm gác lại cái.